cho cặp quả Diêm Sơn thì tốn cho 2.000 mấy đô lần đó, không nóng cho được hả? Quả Diêm Sơn hả? Có chừng nóng quá nó nổ bánh sắt à? Nổ sao được? Sao ba không tới được? Hôm nay là buổi bảo vệ tốt nghiệp của con gái ruột của ba mà. Con muốn ngày mai mình đi thăm mẹ nha ba. Chỉ có hai cha con mình thôi, không có vệ sĩ. Đồng ý. Sư phụ, bây giờ tính sao sư phụ? Cứ cái đà này á, cái tiệm của mình dẹp sớm luôn á sư phụ. Chắc chắn á, nó sẽ đoạt cái vàng trong kỳ thi sắp tới á sư phụ. Yeah, vì nó là người giỏi nhất và được nhiều người hâm mộ nhất. Không có nói đúng á. Đi bộ. Mới bị đau lẹ chút xíu thôi mà đã hồn siêu phách lạc hết trơn. Tao mới là người giỏi nhất nè. Nói đi. Ai? 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 Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà quánh giá người ta nghe chứ. Nhìn tao đi. Bề ngoài rách dưới tả tơi, bên trong nôi thất tuyệt vời làm sao? Vậy cũng tuyệt vời á hả? Ủa vậy? Đã vậy hả? Sư phụ! Đây là tiền cachê live show vừa rồi của các cậu. Ôi da! Đã nói rồi, cẩn thận, coi chừng đứt tay mà không nghe. Ôi, lần nào lãnh tiền cũng bị ông cắt hết. Đừng đến tiền trước mặt tôi, như vậy là xúc phạm. Không đếm sao được, đếm cho chắc ăn chứ. Hồi tháng trước ông phát cho tôi thiếu 100.000. Qua hôm sau tôi nói lại ông thì ông nói là lúc lãnh không kiểm, thiếu, ráng chịu. Ừ, vậy tụi mình đếm luôn đi. À, ừ, đếm luôn đi. Trời, không tin ai đây. Đã bảo đừng có đếm mà. Tao cam đoan với tụi bay là không thiếu bất cứ một đứa nào một đồng xu. Nên nhớ, cắt tóc là một nghệ thuật. Các cậu đừng để cho tiền bạc làm chi phối con đường nghệ thuật của các cậu. Giải tan đi. Nhớ, sáng mai tao làm việc cho nó đúng giờ. Ngày mai bốn đứa tôi xin ông cho nghỉ, đi cắt tóc từ thiện rồi mà. Tụi bay có xin tao rồi hả? Xin rồi. Thôi, vậy tụi bay đi đi. Thôi, kể như ngày mai tiệm phải treo kéo, lỗ sở hội. Ê, nè,
Hồi đó tới giờ các cậu thấy mặt ông chủ chưa? Biết chết liền. Ông lúc nào cũng ở trong cái phòng tối ôm mà. Chủ tiệm cắt tóc làm gì bí ẩn dữ vậy? Nghi lắm. Tôi nghĩ ổng là... Là gì? Là gì? Ác quỷ Dracula. Sợ quá, sợ quá. Tới giờ rồi, tất cả lên xe. Lẹ 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 đi cưng. Nghe này sao lâu quá vậy? À, xin lỗi bác tài. Lẹ lẹ đi. Alo, alo, alo. Tự nhiên ra. Ăn xem rồi, một xem nước. Đi về, một xem rồi. Xin lỗi. Chào bạn. Ờ, khỏe hả? Bốn anh đẹp trai xuống đây ngồi tụi em nè. Mấy em cứ ngồi đi, tụi anh là con trai, đứng chút xíu không sao đâu. Xuống đây ngồi với tụi em nè, tụi em không ăn thịt mấy anh đâu. Ê da, chắc anh dài lắm, em ăn có được không đó hả? Không có, tụi em nhâm nhâm chút xíu nhả ra à. Ê lắm. Có kìa. Hay, cuộc chơi bắt đầu. Mai mốt mượn tạm cái vỏ xe người ta. Dép lên không anh? Mày được dép luôn à? Dép đi luôn. Tồi tệ nhất mà tao từng gặp. Mẹ, ô hồn tránh ra. Nếu không cho mày bắn lên giống như phim Mỹ đi nè. Chạy như đường vậy? Mày chán sống rồi hả? Mày mẹ, mày bây giờ mày ơi. Chó chết, tiêu rồi. Mày nghe gì chưa? Mày sẽ nói rồi đó. Tụi mày không vô cái địa tao con tụi mày á. Trơn lắm. Nhà đợi mình kia. Có chừng té đó. Hôm nay con mới thấy thật là tự do, không bị vệ sĩ của bà quấy rầy. Có vệ sĩ cũng đỡ chứ con. Nhưng con không thích. Lúc nào bà cũng coi con là con nít đó. Con sắp lấy chồng rồi đó. Bà cứ hứa với mẹ con là sẽ lo cho con tấm chồng tốt, nhưng mà không phải lúc này. Vậy thì con sẽ ở vậy nuôi bà suốt đời luôn. Thôi cảm ơn. Tôi tự lo cho tôi được rồi. Hôm nay con muốn xin mẹ một điều. Điều gì? Bí mật, lát nữa bà sẽ biết. Này, này mà. Này, này mà, 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 này mà, mà, mày. Mày bóng qua bên này nè. Bên này, bên đó này. Đây tao. Qua đây. Này mà. Bên này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Nổi mẹ mày hả? Sao mày đánh tao? Mày? Ai cái bị lên? Từ từ đó. Đúng đầu đó mày đá. Nghe mày mặt bây giờ. Ai thằng phải nó làm gì? Để em hết rồi đây nè. Cái gì vậy? Tao làm gì mày? Tao nghiền quá. Lẹ đi bà. Điều quá. Giúp tôi. Sao là bông? Đó, mày thấy chưa? Sắp sắp nghỉ rồi, sáng tao còn muốn tiện coi đâu giúp đâu. Trời ơi. Sao đồ nhát vậy thôi đế. Bắn thằng Phát cho tao. Sao vậy? Đâm hết hả? Hả? Sư phụ. Hả? Đừng có nói sư phụ bắt tụi em làm sát thủ nha. Bắn nó chết tụi em đi tù sao sư phụ? Dạo vô tù không biết người ta giam mình bên nam hay bên nữ. Vậy mày muốn giam mày ở bên nào? Bên nam á bà.
súng của tao là súng đặc biệt, không phải súng thiệt. Nhưng súng tao nguy hiểm hơn súng thiệt. Bắn vô mắt thằng Phát cho tao. Bắn vô măng sao nó thấy đường sư phụ? Đuôi luôn. Đuôi một con thôi, để mà con nó phải mở mắt to ra nhìn tao đột giải kỳ kéo vàng. Làm đi. Làm. Dạ, dạ. Trời ơi, từ đó giờ cầm kéo mà có cầm súng đâu. Nhưng mà bắn rồi cái này bắn làm sao vậy? Bắn nó đùng phải bắn tao. Đồ ngu. Bắn cái này. Bắn cả bà. Bên trái. Quay. Yeah. Action. Con và ba đến thăm mẹ. Mẹ có vui không? Mẹ vui lắm. Vui vì thấy con đã trưởng thành. Mẹ, vậy con xin mẹ một điều. Mẹ bằng lòng nha. Con chưa nói, làm sao mẹ biết điều gì? Nhưng mẹ đồng ý đi. Con mới nói. Đi mẹ. Mẹ đồng ý. Điều gì? Mẹ đồng ý cho ba lấy vợ nha. Nha mẹ. Mẹ, ba đã lớn tuổi rồi, ba cần có một người để chăm sóc ba. Mai đây con lấy chồng, ba sẽ ở một mình, sẽ buồn lắm. Nha mẹ. Mẹ đồng ý. Mẹ cũng muốn ba con có một người phụ nữ khác thay thế cho mẹ. Nhưng ba con có chịu ai đâu. Hay là để mẹ tìm một người khác cho ba con nha. Hoan hô mẹ. Mẹ của con tuyệt vời nhất. Ba thấy không? Ai kêu tụi bay đến đây? Con gái tao mà thấy được thì chết tao đó. Đi đây. Dạ. Ba. Sao ba coi thường con? Ba con tôn trọng lời hứa. Con ghét ba. Đuổi theo nó. Giữ nó lại. Đuổi theo. Đứng lại. Ăn hại mà. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Cô ơi, tôi xin lỗi mà. Tôi xin lỗi. Đồ lợi dụng. Đồ vô liêm sỉ. Tôi lợi dụng rồi nào? Không lợi dụng sao không? Tự dưng cô đụng tôi. Rồi tôi tưởng cô bị đau nên tôi an ủi. Rồi cô ngã vào vai tôi. Tự nhiên cái bóp. Tôi đâu biết vậy là lợi dụng. Tôi khóc là vì chuyện của bà tôi. Lúc nào cũng vệ sĩ. Không có giây phút nào được tự do hết trơn. Chuẩn bị. Chết mẹ. Chạy đi. Giang hộ thân. Chạy đi. 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 Bà mẹ nào bắn tao vậy? Tao đâu biết đâu. Mày bắn hả mày? Mày ây da, lọt chồng rồi.
anh vậy? Tôi đâu có biết. Chắc tại vì tôi đẹp trai. Xấu quá. Hả? Bà cô ở đâu ra vậy? Tôi đi thăm mộ mẹ với ba tôi. Nhưng ba... Ba cô làm cô buồn chứ gì? Đúng là con gái được cưng chiều quá đâu. Anh nói gì? Hả? Ờ, tôi nói chịu rồi. Để tôi đưa cô về. Vậy thôi. Còn anh, đi đâu đây? Tôi là thợ cắt tóc ở tiệm bốn chàng đẹp trai. Tôi đẹp cắt tóc từ thiện. Hèn chi? Hèn chi sao? Hả? Nhìn cái đầu anh thấy phát ớt. Về thành phố, nhất định tôi sẽ ghé tiệm của anh. Miễn phí luôn. Hứa nha. Mình về đi. Lên đồi hả? Không phải, đi đường tắt xuống suối. Trời, tôi sợ lắm à. Tôi sợ, tôi bảo vệ cho. Bảo vệ thì làm ơn tránh ra, không cần. Nè nè, đâu vậy? Tránh ra. Nè, nè, thấy chưa, xấu rồi cũng đi. Em có sao không? Chắc em đi không nổi quá. Chắc bị bong gân rồi. Để anh cổng em. Thôi. Sao vậy? Giống phim Hàn Quốc á. Vậy thì sao? Giống phim Việt đi. Là sao? Mệt không anh? Bình thường thôi. Bình thường thôi mà sao em nghe không có bình thường nhở? Anh cũng đâu có nghe. Đóng phim Việt Nam khổ dữ vậy đó. Khổ, nhưng mà em thích xem. Sài Gòn mình gặp lại ha. Dạ. Rồi. Dạ. Đi con. Đi con. Dạ, dạ. Đi con. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Người làm gì vậy? Chạy ra đây đánh tôi. Mày. Dạ. Đưa nó lên xe. Đưa nó lên xe. Đưa nó trời. Cái gì vậy? Tụi em bị bắn. Ai bắn? Bà này bắn em à? Em bắn này. Em bắn nó. Cái lũ ngu như bò. Về Sài Gòn biết tại nào? Nó mày á. Cất súng vô. Xếp súng vô kìa. Vậy tụi mày mà tao bị chửi đó. Biết mày. Cái thằng quỷ cái. Giống hiểu. Ê, mày nhận ra tao không? Nhận. Còn tao mày nhận ra không? Ra. Ủa, vậy vậy anh chị? Nhưng chị tao đâu nhận ra. À, vậy được anh Lý. Ê, trốn, 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 trốn. Nấp vô, nấp vô, nấp vô, bà thấy mày bây giờ. Nấp vô. Mà mặt chứ đâu phải tao đâu, tao chút xíu ai thấy. Chị hai. Ý lộn, bà kia. Có nhiều tiền đưa hết đây. Ê, ăn trước đây. Có nhiều tiền đưa đây. Đưa đây. Tiền đâu? Tôi bắt chị trai mà. Tôi đâu có tiền. Quay vòng vòng. Ê, từ từ để tôi đưa. Trời ơi, nãy giờ không nói. Chạy vòng vòng chóng mặt quá. Có nhiều tiền đưa đây. Tiền đâu? Tiền đâu? Ai da. Đại con của nó chưa mà. Tiền đây, tiền đâu? Đây, 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 đây,
đi chơi. Ui chà, chào. Ui chà. Mày. Tên chân. Nhanh lên em. Mọi người ở chỗ. Nhanh lên. Kìa kìa. Mày chặt coi mình tao. Mày. Mày là sao kìa, sao không? Bà có sao không ba? Ây da, chạy ra chụp đằng lông. Chà. Ui chà, nó đá được. Chà. Chà má ơi, con. Ông Đỗ, không sao. Mẹ, sao ông biết tên tôi? Ông có sao không? Không sao. Cô có sao không? Không sao. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có điều gì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ được đuổi cho cô. Xin chào. Lên xe. Đi. Ok, đội thông hai mộ. Em chỉ thích kiểu tóc lá diêu bông thôi à. Lá diêu bông nó ra làm sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc nó giống như là lá sầu riêng đó. Ok, anh chị em luôn. Còn em? Anh cắt cho em kiểu nửa phần trăng cho em. Kiểu tóc nửa phần trăng? Ủa mà kiểu tóc nửa phần trăng là kiểu tóc gì? Là anh thích gì em chịu hết. Được rồi. Kiểu tóc nửa phần trăng ha. Trời, sao tụt lóc vậy? Tóc gì sao khác? Còn chớ, còn miếng ăn cá không đi. Đâu có được, để tóc vậy mà cắt cái gì? Ủa mà sao tóc em bị sao vậy? Tối qua anh đi chơi khuya quá, má em cạo chọc luôn vậy. Vậy chắc ở nhà em hư lắm hả? Rõ ràng rồi. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng chứ em đến đây gặp anh. Em yêu anh. Anh Park ơi. Nè, làm cái gì vậy? Kìa lắm. Buông ra. Hãy lập dụng. Anh Park, cuộc đời của em nó khó mà. Anh Park, anh Trung Nhân Park. Các bạn tránh ra, xin lỗi nha. Anh ơi, em khác. Đi em, đuổi khác nha. Chào chú Park. Chào con. Anh Bảy, khỏe không? Ủa Phát, lâu quá gặp mày. Dạ, lúc này anh chạy đỡ không? Hết suối vậy. Sao Bảy, lấy đứa nhậu không mày? Đâu. Dì Hai.
Phát hả con? Dạ. Chờ dì hai lấy mấy bánh đi chiên mời bạn. Dạ thôi khỏi đi dì hai. Thôi. Được rồi dì hai. Dạ thôi mà ngon dì hai lắm. Con... cầm đi mà. Dạ bao nhiêu con gửi gì? Thôi tiền bạc gì. Hôm rày mấy đứa nhỏ nó chờ con ở trọng á. Dạ con đi nghe dì hai. Đi em. Con đi. Em biết không, ở đây tập trung dân nhập cư từ các tỉnh. Họ làm đủ thứ nghề hết. Bán mì gõ, chạy xe ôm, bán nước sâm, mua dê chai, cháo lòng, xôi chè, đủ thứ hết. Anh sống ở đây hả? Trước kia anh thuê ở khu này. Còn bây giờ? Bây giờ ông chủ nhốt anh trong tiệm. Đi đâu cũng cho người theo dõi. Khách ái mộ thì luôn đeo bám anh. Anh không một phút tự do. Giống em. À, tới rồi. Tèo. Tụi bay ơi, sư phụ tới. Sao lâu quá sư phụ tới thăm tụi con á. Con nhớ sư phụ lắm. Sư phụ đắt hàng không quên tụi con phải không? Sư phụ bận nhiều khách quá nên đâu có ghé được. Để bù lại, hôm nay sư phụ truyền cho tụi kỹ, chịu chưa? Ê tụi bay, hôm nay sư phụ có khách nữa kìa. Cô này thiệt á. Đây không phải là khách, cô này là cô... Ai vậy thầy? Đây là cô vợ của thầy phải không thầy? Dạ, con chào cô. Cô không phải là cô của thầy, nhưng nếu mấy em thích á, cô sẽ dạy các em học đàn piano. Ê, piano là gì vậy? Piano hả? Cô này sẽ dắt các con đi nghe cô đàn piano. Nhưng trước hết phải học hết tuyệt chiêu của thầy cái đã. Mai. Dạ, xin hỏi đây có phải nhà của ông Đại? Điềm ông chủ có chuyện gì không? Dạ, có. Dạ, dạ tôi có một ít trái cây này, nhờ mấy ông chuyển giúp. Nói tôi cảm ơn vì bữa trước ông ấy đã cứu giúp tôi. Tặng ông chủ tôi, một tổng giám đốc mà mấy hàng trái cây chợ vậy hả? Đi vô khác đi, đây bán da chai đâu mua, biết. Da chai mà tưởng cẩm lai. Gì đó? Dạ, chào ông chủ. Dạ ông chủ. Dạ. Dạ, dạ. Ông bớt đau chưa? Xin lỗi, người nhà hiểu lầm. Họ hiểu đúng đó. Mời cô vô nhà uống nước. Dạ, tôi gặp ông chút xíu tôi đi liền. Dạ, tôi có trái cây này biếu ông. Cảm ơn ông bữa trước đã cứu giúp tôi. Tôi xin phép. Cô chưa cho tôi biết nhà cô ở đâu. Chi vậy ông? Để tôi bán da chai. Ngày nào tôi cũng đi ngang qua đây. Nếu nhà ông có gì cần bán thì cứ gọi tôi. Cảm ơn ông. Dạ xin mời. Hello.
Chào ông. Xin chào. Chúng tôi rất hân hạnh được ký hợp đồng giao dịch và làm ăn với ông. Phi công ty của chúng tôi đã thống nhất, chúng ta sẽ thực hiện thương vụ này trị giá 20 triệu đô la. Vậy là hay lắm. Chúng ta phải ăn mừng thôi. Đương nhiên rồi. Theo dõi nó. Dạ. Hai có ve chai thao nhô phụ bề. Tài xế. Dạ. Dạ ông chủ cần gì? Ra kêu người ta vô đây. Dạ kêu ai vô đây ông chủ? Thì kêu cái con mua ve chai đó. Dạ kêu mua ve chai vô đây chi vậy ông chủ? Hỏi nhiều quá ra lẹ đi, cổ đi mất bây giờ. Lại lên. Kêu mua ve chai vô đây bán gì trời? Chuyện gì ông mời ông biết, tôi đâu có mời đâu, tôi biết. Thôi vô đi con, vô đi con, vô liền biết liền. Anh đi chuẩn bị xe đi. Dạ. Dạ. À, cô cứ tự nhiên. Ừ. Này Nhiêu. Cái này còn mới vậy mà sao móp méo dữ vậy ông? À, tôi không biết. Ông bán cho tôi 20 ngàn nghe. À, mua gì sao có lợi. Tôi bán của 5 ngàn thôi. Dạ. Cảm ơn ông. Dạ gửi không? Cô ơi. Dạ. Nhà tôi còn nhiều đồ phế thải lắm, thỉnh thoảng cô ghé nghe. Dạ. Tôi bán bớt để chặt nhà. Ừ. Dạ, cảm ơn ông trước. Sắp tới sẽ có một cuộc thi toàn quốc về nghề cắt tóc. Tiệm của mình phải dành cho bằng được giải thưởng cây kéo vàng. Trong số các cậu, ai dám đứng ra lãnh trọng trách thì thu với thiên hạ. Đạt. Phát Đạt đã đi. Theo tôi, Đạt là người giỏi nhất, tay kéo lẹ mà ngọt, nên cử Đạt đi thi. Tuy tay kéo tôi có lẹ, nhưng Phát có óc sáng tạo giỏi nhất tiệm mình. Phát đã tạo ra rất nhiều kiểu tóc độc đáo, được khách hàng ưa chuộng nhất. Theo tôi nghĩ, Phát là người thích hợp nhất với vị trí này. Đúng rồi. Phát đi. Thôi, đâu có được, các bạn đâu có thua kém gì mình. Tôi nghĩ ai cũng có thể đại diện cho tiệm mình đi thi được hết. Thôi Phát đi. Phát đi. Đi thì Đạt không mấy công đi. Đi Đạt đi cũng được. Phát đi biết là Diêu Chiến. Nghe thông báo chính thức, cậu Phát sẽ là người chính thức dự thi. Còn cậu Đạt sẽ là người dự bị. Yeah. Hai cậu phải cố gắng siêng năng tập dượt để trở thành ba chủ võ lâm. Cái gì? Tôi nói lộn. Ba chủ nghề cắt tóc. Kết thúc cuộc họp là một thông tin rất là quan trọng. Thông tin quan trọng, quan trọng. Toàn bộ chi phí cho việc đi thi của các cậu tự tốn. Trời. Thường thấu. Ông chủ thông cảm. Bữa nay tôi dọn trễ là vì không hiểu làm sao nồi niêu son chảo cứ mất hoài à. Nhà mình kính cổng cao tường như vậy làm sao mất được hả vú? Dạ, tôi cũng không giải thích nổi nữa. Cái vài ngày thì mất mấy cái son, rồi vài bữa thì mất cái chảo. Tôi muốn xin tiền ông chủ mua mà tôi ngại quá. Hay là nhà mình có một trộm rình
Trộm đạo gì đâu, nhiều khi mấy cái nồi á bị chuột tha. Trời, chuột gì mà tha nồi hả ba? Mất thì thôi, mua cái khác. Dì Tư sao hay để ý mấy cái chuyện đó quá. Dạ, dạ. Ê Nam, Nam, chị mày kìa, hình như bắt kiếm mày á. Xin bà ít tiền mày. Hết rượu rồi, nhánh trai còn nhiêu nè. Chị hai, chị hai. Sao mày nói mày đi làm phụ hồ mà tụ tập bạn bè nhậu nhẹt ở đây vậy? Quanh năm suốt tháng không làm gì hết. Em nghe nè, em cũng lớn rồi, thanh niên sức già dai rộng, cứ để cho chị nuôi hoài không thấy xấu hổ sao? Ủa, chị nuôi em mà cũng xấu hổ nữa hả? Chị ơi, bà má mất sớm rồi, chị phải thay má nuôi em chứ. Thôi giờ vậy, chị nuôi tôi sao cho nó mập mạp, không tôi mập rồi, sung sướng đi, rồi mai mốt tôi trả ơn lại cho. Thí dụ như mai mốt chị già mà có ế chồng, tôi nuôi lại chị. Mày nhậu xiết đi, rồi mày giống thằng khùng quá. Chị hai, trời ơi, tao buôn bán cả ngày có được mấy chục ngàn, mày xin như vậy lấy tiền đâu mà mua gạo? Bạn bè tôi nó ngồi đầy trong đó. Ê, bà đừng để tôi mất mặt nha. Ừ? Rồi mày làm gì tao? Mày đừng có đưa tao bước chạy nha. Đưa đồng nào không? Bà không cho còn đồ quýnh nữa cơ. Mấy thằng bay nha, kỳ này ha, nhậu là phải trả tiền không có thiếu nữa nghe chưa? Thôi bà đi vô đi, bữa nay tôi trả mà. Buôn bán mà khó khăn quá. Dạ, dạ chào cô. Dạ tôi là tài xế của ông chủ ở biệt thự mà cô ghé mua dê chay á cô. Nồi niêu son chảo mốp á cô. Rồi tôi nhớ rồi. Dạ tại vì mấy ngày nay không thấy cô ghé mua đó, cho nên ông chủ tôi biểu là chạy đi tìm cô để nhắn là sáng mai cô ghé mua dê chay giùm. Tại vì có mấy cái nồi hư để chật nhà quá cô. Tại vì mấy bữa nay tôi không có tiện đường. Mà biệt thự lớn như vậy không lẽ có mấy cái nồi mà chật chội sao? Dạ, tại vì ông chủ tôi tính ông khó lắm. Ông không thích để đồ hư trong nhà, cho nên mai cô ghé cô mua giùm. À đây cô, đây là điện thoại di động ông chủ tôi mới mua đó cô. Thuê bao sim card đầy đủ hết trơn rồi. Cô cứ sử dụng đi, một tháng bao nhiêu tiền ông chủ tôi trả hết cho cô. Thôi được rồi, tôi sẽ ghé mua thường xuyên hơn. Nhưng điện thoại tôi không nhấp nhận đâu. Không, cô ơi cô đừng có ngại, đây chỉ là phương tiện liên lạc để mua bán dê chay thôi, cô đừng có ngại, cô nhận giùm. Dạ không, cảm ơn cô nhận giùm. Dạ coi như cô nhận rồi ha. Dạ chào cô, chào cô. Anh ơi, trên đời này có người cần bán dê chay đến mức vậy sao? Quỷ này nó bán dây chai mà nó khóa cái nhà nó dây xích bự tổ nội. Trời ơi, một đầm thiệt bự mà vô dụng. Tao biết như vậy tao đạp mẹ cái cho rồi. Ngồi mở bắt mệt. Lon để làm gì mà quá trời. Tao buôn bán dê chai vậy bà có tiền không trời? Chắc chắn cũng phải có chứ, con gái mà phải để dành tiền á để lấy chồng. Chứ nếu không buôn bán dê chai như vậy ai mà thèm lấy. Chết mẹ bà về rồi, núp đâu đây? Trời ơi, chui xuống đây chắc xui 3 năm. Cha mẹ ơi! Ủa? Mình nhớ có khóa cửa rồi mà.
nội nè, bà về không biết chừng nào bà đi đây. Giận quá đi, trời ơi. Nhưng mà không được, mày mà rời vô cuộc đời mày trở về cát bụi liền. Em chớ mang thân con gái. Trời ơi, ai cũng biết bà nghèo mà bà hát. Tuổi xuân đôi ta mỉm nhiều mà em nở ước mơ nhiều. Bên lá điều xiêu 85 ngàn. Ủa sao kỳ vậy? Ngủ đi. Qua đi. Ủa mình nằm ở đâu vậy? Hay. Hôm qua chắc xỉn rồi. Thằng quỷ nào đưa về nằm trên giường không nằm, nó nhét xuống giường nằm là sao? Hay. Sao về trai không về trời? Hả? Hôm qua đi ăn trộm nhà con nhỏ bán về trai mà. Sao bây giờ nè? Thôi chết mẹ rồi. Hôm qua nằm còn rình nó thay đồ. Rình nó thay đồ xong rồi chui xuống đây ngủ luôn tới giờ này. À, ăn trộm mà hư thân mắt nó thấy ớn không? Hay, ăn trộm mà còn rình người ta, rình người ta rồi ngủ quên luôn. Hả? Hả? Cửa bị khóa rồi hả? Trời ơi, đi ăn trộm mà bị nhốt rồi trời ơi. Dạ, con biết rồi. Dạ. Ai thông má tao gọi. Bể giết đứt chi ba. Ấy. Alo. Alo. Dạ, ông à. Ông có mấy cái? Dạ, 2 cái nồi. Có cái nồi cơm điện đó hả? Dạ, ngày mai tôi sẽ ghé. Cảm ơn ông. Ai da chai thao nhô mũ bể dép đứt chi bán không? Ai có da chai? Trời ơi, tao có nằm mơ không vậy mày? 12 cái da chai lận đó. Trời ơi, bán da chai mà chảnh thấy ớn. Em đó, vừa phải thôi nha. Bắt anh chờ tới 2 tiếng đồng hồ lận á. Anh làm cho em thoát ra khỏi nhà dễ lắm vậy á. Trời ơi, vệ sĩ của ba đông như kiến. Biết rồi, anh nói chơi cho mày. Chuyện này tiểu thư bị bắt quá tay rồi. Mình lập công to với ông chủ. Bà mập tự nhiên che ông kính rồi nè. Quá giọt bắp dế bằng cái bụng vô luôn. Ây da. Ây da, mình lét tao mày. Mình lét tao mày. Cái biết tao mày. Hả? Tự nhiên đầm bà. Thằng cô hả? Thằng cô gì? Đang tin nhà thì có. Trong mặt, trong mặt bà. Ông nhớ luôn nè. Về trò này hả mày? Hả? Chụp lét tao hả mày? Ê, anh chị nhìn kỹ mặt thằng này nha. Mình chụp hình anh chị nó tung lên mạng nè. Mày hả? Nhìn cái mặt này. Đó, mày mặt này anh chị. Bà. Làm gì vậy? Thằng hồn thả tao xuống.
đồ biến thái. Bà con, bà con, anh chị, bớt người ta bà bà không, bà bà không. Lại mày, lại mày. Mà đứa tôi quay vậy bà. Bà mập bà cần nhắm tay. Anh ơi, vệ sinh của ba em. Dạ dạ dạ. Dạ qua bên kia. Đứng kia đi. Qua đây. Chị thơ, xin lỗi chị thơ. Mày ra cái gì vậy? Hút mày làm gì? Xin lỗi chị Thơ, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh sao còn dám chỗ đâu ra? Nếu người muốn sống. Ây da. Con trả lời sao với ba đây? Ba cho con giải thích. Khỏi giải thích. Nó tên là Phát, làm thợ hớt tóc, làm sao xứng đáng với con được? Ba muốn bắt đầu kể từ giờ phút này, con phải chấm dứt mối quan hệ với thằng này. Ba, anh ấy nghèo, nhưng con tin là anh ấy có chí, không thích dựa dẫm vào ai, không thích lợi dụng ai hết. Dĩ nhiên là con phải tin. Còn ba, ba không chấp nhận một sự sai lầm nào. Nếu như sự sai lầm đó hủy hoại tương lai và hạnh phúc của đứa con gái mà ba yêu thương nhất, con biết không? Còn bây giờ ít ra con phải nghĩ tới ba chứ, con phải làm cho ba vui chứ. Ba không cấm cản tình yêu của con. Con có thể yêu và lấy bất cứ một người đàn ông nào, nhưng nếu con yêu một thằng thợ hớt tóc, bà cấm. Tài ơi, anh nhớ em lắm, anh muốn gặp em. Em xin lỗi, chuyện chúng mình buồn quá, anh hãy quên em đi. Làm sao dễ dàng quên được kỷ niệm hả em? Thay em cũng như ba em nghĩ rằng anh không xứng đáng. Không, anh thật tốt, nhưng đến với em, anh đã bị tổn thương vì sự phân biệt của ba em. Em không muốn anh bị tổn thương nữa. Quên em đi. Nếu em đã quyết định như vậy, được rồi, anh sẽ quên em ngay. Bởi vì anh chỉ là một thằng thanh niên nghèo, anh không thể lo lắng và chăm sóc tốt cho em được. Vĩnh biệt em. Ơi, con gái người ta dễ thương như vậy mà anh nỡ lòng nào nói lời vĩnh biệt. Anh tàn nhẫn lắm biết không? Hồi nãy tôi cứ nhắn tin cho chị lại giùm anh rồi đó. Anh nhắn gì? Tôi nói là anh nói vậy chứ không phải vậy. Anh yêu em dữ lắm em ơi. I love you forever. Dịch ra có nghĩa là anh yêu em mãi mãi. Anh ơi, giỏi tiếng Anh vậy sao đi bộ đời? Tôi thất tình mà. Biết được chuyện tình cảm của công tử với tiểu thư Tài,
Bá tước cấm không cho tiểu thư tài tiếp tục gặp công tử nữa. Bởi vậy mấy ngày nay tiểu thư cứ im thân thích à, không chịu ăn uống gì hết trơn á. Tôi khuyên hoài mà cũng vậy à. Nè, hồi tối này tôi có lén bá tước nói chuyện với tiểu thư, mà tiểu thư cứ khóc ngay khóc ngất rồi tội nghiệp ghê vậy đó. Bà ơi, dẫn con về gặp tài đi, con muốn nói chuyện với ba của tài. Hả? Sao mà cậu liều lĩnh quá vậy? Gặp bá tước của tài á hả? Là lớn chuyện à nha. Bà ơi, giúp con đi bà, không gặp được tài lòng con như lửa đốt vậy nè. Vì tài con sẽ bị đa tấn, con sẽ nhảy vào lửa, con sẽ chịu nguy hiểm. Bà tin con đi, bà giúp con đi bà. Thật là cảm động, một mối tình tuyệt đẹp giống như trong phim. Vậy bà giúp con nha. Hả? Nè, đó, phòng của tiểu thư đó. Ôi, ôi trời ơi, công tử làm gì nôn nóng quá vậy? Khi nào mà nghe tôi lắc chuông thì công tử leo lên. Nhớ dạ, nha. Dạ nhớ. Vậy dạ. Ha. Dạ. À. Tiểu thư, tiểu thư. Khổ quá Du ơi. Du biết. Nhưng mà tiểu thư đừng có nên tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Phải tìm cách để giải quyết. Chẳng còn cách nào hết. Ba của con cương quyết lắm, làm sao con có thể cãi lại ba của con được chứ. Không gặp được tiểu thư, công tử buồn lắm đó. Công tử năn nỉ Du biểu phải làm sao đưa công tử tới đây để gặp tiểu thư đó. Đừng, Du mà đưa ảnh tới đây ba con sẽ giết ảnh. Vì xúc động trước tình cảm của công tử cho nên Du đã liều mình đưa công tử tới đây. Ê, kia, công tử đây nè. Anh Phát. Tài ơi, anh sắp rớt rồi. Anh Phát. Dù có xả thân vào chốn nguy hiểm dường nào, ta cũng không mãi mãi tiếc nuối sinh mạng của mình. Miễn sao ta được gặp nàng. Ôi, thật là lãng mạn. Romeo and Juliet. Tiểu thư ơi, bà thức tới. Thật là nhục nhã với dòng họ mà. Cậu biết chúng ta là hàng quý tộc, là giới thượng lưu ngất ngưỡng trên cao, không thể nào hạ mình kết giao tình cảm với kẻ băng cung như vậy được. Cha ơi, tình yêu không hề có thứ bậc. Tình yêu không so đo sang hèn. Chàng yêu con là yêu hình dáng và tâm hồn của con, chứ chẳng đoái hoài đến của cải hay tước hiệu gia đình ta. Nó là kẻ thấp hèn nên cố giới lên cao là chuyện đương nhiên rồi. Còn con, con không thể nào đánh mất phẩm giá của mình mà trao tình yêu cho nó được. Nhưng cha ơi, tình yêu của con đã trao trọn cho chàng. Khốn nạn, mày dám. Thưa bá tước, nỡ nào ngài lại gán ghép cho người con gái đầy phẩm hạnh của mình một tội lỗi, đó là làm xấu hổ với thượng lưu. Chỉ vì nàng đã yêu và dám trao tình yêu cho một người không cùng tầng lớp. Đúng là tôi không có lâu đài, vàng ngọc hay tước hiệu gì để dâng tặng cho nàng, nhưng tôi có trái tim. Và thử hỏi,
Trong tình yêu có cái gì quý giá hơn trái tim chân thật hả ngài? Ông hãy nghĩ lại những điều ông đã làm đi. Cái ông gọi là tình thương của ông, đó chỉ là sự độc đoán, áp đặt. Ông đã lấy đi sự tự do của nàng, và thay vào đó là sự khuôn mẫu đến điên cuồng. Ông không phải là cha nàng, mà ông là một tên cai ngục. Người đâu? Cha. Bắt giữ tên này và kết tội nó xâm nhập lâu đài của ta. Tên kia, hãy quy phục. Cô xin cha. Nếu không đừng trách ta nặng tay. Nhảy lên nè, mệt nghe. À, trời. Ba. Tránh ra. Hãy tha cho anh ấy. Anh Phát, chạy đi. Làm cái gì vậy? Chấm chạy rồi ba. Thằng kia đứng lại. Buông ra. Ba. Bình tĩnh. Ông nghĩ sao mà ông cắt tóc cho tôi? Hình trái tim cho. Đi. Nhanh lên. Đồ chó cái. Mày nghĩ sao mày dám dụ dỗ con tao? Mày nhìn lại thân phận của mày đi. Một con ở dám dụ dỗ con tao hả? Đập đó. Đập xuống. Dụ dỗ con tao.
Anh ơi! Dạ thưa tổng giám đốc, tôi nghe. Cô chủ quản cuộc họp chiều nay lại vào chiều mai, và kêu tài xế vào gặp tôi gấp. Dạ, tôi sẽ thông báo ngay ạ. Dạ thưa ông chủ, em có mặt. Hôm nay tôi cho anh nghỉ sớm. Dạ cảm ơn ông chủ. Mà nè. Dạ. Trước khi về, mua giùm tôi bộ đồ Sida. Dạ. Đồ Sida. Alo. Cô đang ở đâu vậy? Ông chủ bán nồi đó hả? Sao cô biết giọng tôi hay vậy? Cái điện thoại này có mình ông gọi, chứ có ai gọi tôi đâu nè. Nhưng mà... Cô đang ở đâu? Ở ngoài đường. Ở ngoài đường mà ở chỗ nào? Tôi ở gần chợ Phước Lộc á, Tú Thủ Đức lận. Xa lắm, nên không ghé nhà ông được đâu. Mai nha, mai tôi ghé. Ông gom nồi để sẵn đi. Thôi mai cô ghé cũng được. Chào Phước Lộc kìa. Cảm ơn anh. Đụng người ta vậy là cô ơi, cô có sao không? Hay là ông chắc chắn không sao đâu. Ôi trời, chết. Đó, chân tôi bị thương. Dạ đỡ rồi. Để tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Chân tôi bị trầy hoài à, sốt thuốc đỏ là hết liền. Để tôi lụm vô cho. Để tôi làm. Ông không biết làm mấy cái chuyện gì đâu ông ơi. Để tôi ông làm ông không quen đâu. Tôi làm được mà. Cô để tôi, chân cô bị đau rồi mà cô cứ lo cô. Trời, để đây, gì để tôi đó. Ông là ông chủ mà, gắt gì có sao được. Ông gì vậy? Trời đánh tôi hả? Tôi đánh nè, trời nào đánh ông nè. Nè, ông gì vậy? Ông mở to mắt ra coi, ông thấy không? Thấy vợ chồng người ta không? Vợ chồng người ta bán ve chai mà hạnh phúc như vậy. Còn ông hả? Tối ngày bỏ tôi buôn bán lo ngủ hoài, ngủ cho mệt hoài hả? Bây giờ ông coi, vợ người ta bán ve chai mà tướng tá ngon lành như vậy đó, hay không? Gặp tôi cũng lẻo đẻo tôi đi theo à. Làm sao dám để điên mình? Điên mình cho chúng nó vớt hả? Trời ơi, tướng tá người ta coi kìa bà thấy không? Heo con ngon lành, đã số 8. Còn bà, sao? Trời ơi, Lê Thị Lũ. Trời ơi. Nói vậy là sao hả? Ông dám nói tôi mà hả? Tôi nói vậy. Ông chết là tôi đốt lưỡi này. Bắt nè, bắt nè. Lát hả nói? Tôi xin lỗi. Đi đứng kiểu gì ông nội? Sợ bỏ chạy luôn hả? Xin lỗi, cho tôi đi qua. Làm ơn. Qua bên đây. Alo. Tôi đề nghị văn phòng cho người kiểm tra công ty Đại Tài gấp. Tôi vừa nhìn thấy một người rất giống ông tổng giám đốc đang đi bán ve chai. Rõ ràng là đang đi bán ve chai mà. Ok ok, coi chừng, có thể chúng ta sẽ gặp phải một tay siêu lừa đảo đó. Cho kiểm tra lại đi nha. Ok. Vô đây. Ê, ông chủ. Sao vậy? Chỗ này sang trọng quá, tôi không dám vô đâu. Tôi về. Nè, tôi mời cô vô đi ăn, tôi cũng đói bụng lắm rồi. Nè, đâu vậy? Ủa, ông chủ. Trời đất, ông chủ quá tràn lạo quá, tôi nhận ra. Mời ông chủ vô, đưa đây tôi dẹp cho. Dạ, mời ông chủ vô. Vô đây. Nhưng... Vô đây. Dạ, chào ông.
Dạ mời chị vào ạ. Mời chị. Coi chừng Trang kìa. Dạ, dạ xin lỗi. Mời cô. Dạ. Xin mời. Hôm nay sinh nhật ông hả? À, à không à, vậy sao ông mở tiệc? Để kỷ niệm một ngày được đi mua chai chai với cô. Cảm ơn ông nha. Chủ ơi, ông chủ. Ông chủ ơi. Trời. Tao đang ngủ mà thằng nào lập kinh động giấc nào. Dạ có khách mà không có thợ. Bữa nay không có đứa nào tới hết à? Dạ không có. Thằng Phát nó thất tình, nó bỏ tiệm đi cả tuần nay rồi. Ba đứa kia cũng đi kiếm nó. Tụi nó nói phải đủ 4 đứa mới chịu làm việc à. Điều này chắc đóng cửa tiệm sớm quá ông chủ à. Nói bậy. Còn tao đây chứ. Cơ đồ này là do anh của tao dựng lên chứ đâu phải là của tụi nó. Xuống dưới nhà chuẩn bị đi. Hôm nay tao xuất tướng. Đẹp như vậy chắc là dễ cua được ông chủ. Bộ tiệm xin kính chào quý khách. Ông chủ coi dừng té. À. Dạ, mời cô. Ông chủ đây hả? Dạ đúng, mời cô lên ghế VIP. Cô muốn cắt tóc kiểu gì? Ông cắt kiểu gì mà mua đen nhất hả? Được. Cô sẽ được tỏi nguyện. Đi đích cô mở tiệc. Ê gì, nghe nói chỗ này cắt tóc đẹp nhất thành phố, mấy anh chàng làm ở trong này đẹp trai như là ca sĩ vậy đó. Vậy tụi mình vô cắt thử cho biết. Gì vậy? Trời, sao vậy trời? Cắt cái gì? Đi hết rồi. Bao nhiêu năm trong nghề chưa từng kinh nghiệm, hôm nay đành phải bỏ tay. Trời ơi!
Trời bày chỉ cảnh nghiệt ngã. Đi ăn trộm nhà người ta, bây giờ yêu luôn con chủ nhà luôn. Nhưng không sao, anh hứa với em anh sẽ làm lại cuộc đời. Cả đêm hôm qua anh thức trắng để làm món quà này cho em đây. Em nhìn là em sẽ mê chết người luôn, nó đẹp hú hồn. À trời ơi đẹp quá, anh còn tự khen đó. Anh sẽ tới với em đây anh ơi. Cảm ơn ông để giúp đỡ cho em tôi. Đừng nói chuyện ơn nghĩa. Chẳng lẽ em không hiểu tại sao tôi muốn chia sẻ những khó khăn khe mặt? Tôi không có dám nghĩ tới. Tao cấm mày từ nay không được tới nhà này, không được đi ngang qua con đường này, và nhất là không được gặp người yêu của tao. Nếu mày còn ngoan cố thì hẹn gặp mày tại phòng cấp cứu bệnh viện Sài Gòn. Tao không ký tên để mày khỏi biết tên tao lại. Ai mà ăn nói kỳ cục vậy nè? Bộ em có bộ rồi hả? Đâu có. Sư phụ, em đã điều nguyên rồi, thằng Phát thường xuyên tới đây. Nó chẳng mấy chút đâu, em biết mà. Đừng hòng qua mặt bóng. Xử nó đây là an toàn nhất á sư phụ, không sợ liên lụy ai hết. Giáo giáo, sư phụ quyết định đi tụi em chơi liền, không cần phải nghĩ suy hay đáng đo làm chi. Bình trước cửa nó là xong hàng sư phụ. Ok, chơi. Lên đường. Tôi có điều này muốn nói với em. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên công khai mối quan hệ này. Ông làm tôi bất ngờ quá. Tôi nghĩ mình không xứng đáng. Đừng nói vậy. Em xứng đáng với tình yêu của tôi. Và có được em, đó là niềm hạnh phúc của tôi. Tôi xin phép. Ba. Con đi đâu vậy? Con đến đây để gặp ba. Ba ăn tối với ai vậy ba? Ba đi ăn tối với một vài đối tác để bằng công việc làm ăn. Phải đối tác này không ba? Còn quá lắm. Dám theo dõi bà hả? Ba quan tâm đến tình cảm của con thì con cũng quan tâm đến tình cảm của ba. Mẹ lên, chú sao nó nhà mà như cái bông vậy? Xong rồi, chơi đi. Con hãy tin ba, cô ấy nghèo nhưng chân thật. Sao ba biết cô ấy chân thật? Trái tim của ba đã cho ba biết điều đó. Vậy sao ba không tin vào điều mà trái tim của muốn nói? Khi con nói anh Phát chân thật thì ba cứ khăng khăng anh ấy là người xấu, anh ấy không xứng đáng. Phải chăng tình yêu đối với ba là một sự ban ơn? Ba muốn cho ai thì cho, còn ba không thích
thì bà xem sự nghèo khổ của họ là một vết mực xấu, không được phép đến gần. Bà độc đoán lắm. Con không được ăn nói với ba như vậy nghe chưa? Con xin lỗi ba, nhưng con đã trưởng thành rồi ba. Con có quyền quyết định hạnh phúc và tương lai của mình. Con yêu anh Phát, dù anh nghèo, nhưng chúng con tin rằng mình sẽ xây dựng được cuộc sống tốt ba. Giống như ngày xưa, lúc ba mẹ còn nghèo, nhưng ba vẫn thương mẹ, ba vẫn yêu mẹ. Nếu như mẹ biết được bây giờ ba đã thay đổi suy nghĩ, ba trọng phú khinh bần, chắc mẹ sẽ buồn lắm. Tóc á, là tụi con phải bắt theo từng lớp, nghe chưa? Nghe rồi. Đi ăn. Sư phụ ơi, cháy nhà. Cô hiểu hết tình cảm giữa con và Phát. Làm người ai cũng có một mơ ước, một khát vọng được yêu. Tình yêu không có biên giới và lý lẽ. Nếu ông quý trọng tình cảm giữa tôi với ông, thì ông hãy đối xử công bằng với Tài. Cô ấy cũng khát khao một tình yêu như tôi và ông vậy. Hãy nghĩ đến điều đó mà quên đi lời nguyền nhau. Tôi đã dùng hết sức lực bằng tài năng, trí tuệ và lòng y đức để cứu chữa cho cậu ấy. Nhưng sao bác sĩ? Cậu ấy có thể bị mù suốt đời. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đang đến tham dự vòng thi chung kết của hội thi Cây Kéo Ba. Và bây giờ có lẽ một gà có tay nồng nhiệt hoan hô tất cả các sinh tham dự. Hoàng với bài dự thi Phụng Hoàng trên dây thép.
Và tiếp theo, một mắt ma với bài dự thi cơn khát của Thủy Tê. Chuẩn bị cho hội thi này, vùng mắt ma đã phải luyện tập không ngừng thường xuyên dưới nước. Như quý vị thấy, trong thời gian rất lâu có thể nín thở rất sâu dưới nước. Vùng mắt ma đã chịu nổi mà người mẫu. Người mẫu chắc luyện tập không bằng cho đến bây giờ hồ cha không chịu nổi rồi. Làm sao đây? Thời gian thì có hả? Thương ông bà, lên hùng mắt mắt ơi. Hả? Thưa quý vị, và bây giờ là phần dự thi của tiệm Bốn Chàng Đẹp Trai. Mời quý vị gặp gỡ nhà tạo mẫu Hưng Phát. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả, có lẽ em không có cơ hội đứng trên sân khấu thi cây kéo vàng ngày hôm nay, bởi vì một tai nạn bất ngờ đã xảy ra với em. Em đã không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng chính nhờ tấm lòng của các học trò nhỏ mồ côi và tình yêu của một người bạn đã đưa em đứng trên sân khấu này. Hôm nay em xin biểu diễn bài thi của mình không dùng người mẫu, mà sẽ nhờ chính khán giả làm người mẫu cho em. Em xin nhờ một vị khán giả nào đặt lòng tin vào tay kéo của em mày lên đi, sân khấu để em có thể hoàn tất bài thi của mình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, thí sinh Hương Phát nói như thế, quý vị hãy mạnh dạn lên quý vị, hãy giúp đỡ cho thí sinh hoàn thành bài thi đi quý vị. Ai cũng được, từ 7 tuổi tới 77 tuổi, miễn có tóc là được rồi. Bên phải, bên trái, nào ai hãy xung phong, hãy giúp đỡ, hãy hợp tác. Kính thưa quý vị, bao nhiêu năm nay tôi đã không cho bất cứ ai đụng tới mái tóc của tôi để tưởng nhớ người vợ quá cố. Nhưng hôm nay tôi xin tình nguyện làm người mẫu cho cậu Phát đây, với một niềm tin là bằng sức sáng tạo, tài năng và tấm lòng nhân hậu bác ái của cậu sẽ giúp cậu thành công trong bài thi và xóa bỏ lời nguyền của tôi. Xin mời cậu. Thank you.
Trời, tưởng sư phụ tỉnh táo, sư phụ giúp mình đoạt cái kéo vàng. Ai dè, sư phụ chưa có tỉnh. Thù, sư phụ ghê. Gì vậy mấy anh? Yêu cầu các anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Còn em đi mấy anh. Dạ tôi em tự nguyện mà. Đi. Đi. Đi mà. Nhớ nhẹ tay phụ nữ.